Vòng xe thứ nhất là đón đưa em qua từng điểm hẹn. Ngày đầu tiên góc phố đèn mờ, có ngọn đèn cũ thôi hồn nỗi buồn này vào tim. Vòng xe thứ hai là cùng với em đón nắng ngày xuân và chiều tà, là thèm được nhớ nhưng rồi phải buông với họ, gọi đó là yêu xa. Em đâu hay biết vẫn có người đứng chờ đợi em tới giữa khuya, chỉ để quan tâm em dẫu biết rằng em đang bận lòng với nửa kia. Cùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị. Đứng giữa góc tình chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thị. Ở trong thành phố, lòng đành cố gào thét cổ họng đến khát khô. Bây giờ là 1 giờ sáng, cà phê đậm hòa cùng gói pasto. Anh từng sống trong tim em quá thời hạn nhưng rồi phải ra đi. Thành phố hồi đó có trời gió và em còn hơn cả Paris.